rồi, đúng bị nặng rồi, đúng nặng đấy, quá nặng, quá nặng, bắt cái này một tí nữa khỏi rồi, rồi khỏi nhá, giờ đi. Ôi rồi các bác ơi, em Thuận có một đôi dép bị rách hết rồi này các bác, của thân em có đây. Còn muốn có một đôi này thôi à? Bố mẹ em thì là cũng người thì tai nạn, người thì cũng không biết là như nào ấy, cũng từ từ chết hết. Thì ông bà thì cũng chả còn anh ạ. Ông bà thì mất được, ông bà mất từ năm 2010. Lúc đấy em chưa biết, bà biết chỉ biết một tí thôi. Năm 2010 đấy. Cháu Cương hôm nay có thu mua được ít mật ong của bà con ở trên rừng, mang ra đây để cháu lại thu gom lại là phục vụ ở trên gian hàng nhỏ của cháu. Hôm nay thì đây là mật ong khoái các bác nhé. Mật ong này thì cháu sẽ cho vào đây dốc hết mật, xong là tách cho nước cho chấm mật rơi xuống hết ở đây, là cháu sẽ đóng chai cho gửi cho các bác này. Hôm nay thì cũng được nhiều bác ủng hộ cháu, là cháu có thêm động lực để đi thu mua lại của bà con, chủ yếu là để mang bán hộ cho bà con được các bác ạ. Cũng đây là mật ong khoái nguyên chất 100% các bác nhé. Nếu mà các bác mà từng dùng mật ong rồi thì các bác dùng mật ong của cháu thì các bác sẽ cảm nhận được cái vị đặc sánh của nó là nguyên chất 100%. Ở đây là không thể là không nuôi được các bác ạ. Ở đây là nó tự nhiên chứ không nuôi được. Cũng qua đây là gian hàng nhỏ nhỏ của cháu, mong là sẽ quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ gian hàng nhỏ của cháu để cháu Cương có thêm động lực để đi mang những cái phần quà để đi cho những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này các bác nhé. Đây là đóng cái này là cháu đã đóng chai rồi, thì là một chai như này là 1 lít các bác ạ. Cháu Cương xin chào tất cả quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Cương TV. Các bác thân mến, hôm nay là cháu lại tiếp tục lên nhà em Hưng Thuận các bác ạ. Hôm trước thì cháu có ghi hình của em Hưng Thuận ấy, thì cũng có nhận được một món quà của cô Hoàng Tâm. Thì hôm nay thì cháu sẽ lên tận nhà để gặp hai anh em để trao cái món quà đấy cho hai anh em các bác nhé. Bây giờ thì cháu mời các bác là cùng cháu đi lên nhà em Hưng Thuận các bác ạ. Những cái đoạn đường này là cung đường đi nhà em Hưng Thuận đấy các bác. Đường đi thì xe máy thì cháu Cương là không mang đến tận nhà được, vì nhà của em Hưng Thuận là không có đường xe đi lại các bác, là phải đi bộ như này. Đường thì từ đây đi đến nhà em Hưng Thuận thì chắc cũng phải hơn cây số các bác ạ. Không biết là hôm nay đi nhà em Hưng Thuận có gặp ai ở nhà không, vì mọi lần là em Hưng đi làm thuê các bác. Mùa này là mùa gặt ở trên vùng cao, thì là người dân ở xung quanh Hưng Thuận ấy thì là sẽ thuê là đi làm. Còn thì người dân cũng thuê gặt cũng khá là nhiều các bác. Em Hưng là không đi xa được vì còn vướng em nhỏ, với lại em thì bây giờ còn đang đi học, còn rất là ngây thơ nên là không đi xa được các bác, là phải tìm ở quanh làng có ai thuê không thì là em Hưng Thuận em Hưng sẽ là đi làm. Như hôm trước ấy cháu có đi nhà em Hưng ấy nhưng mà cũng không gặp em ở nhà. Thì là hôm đấy là gọi điện cho em Hưng là em cũng đi làm thuê ấy, thì là hôm nay thì cháu nghĩ không biết là em Hưng có ở nhà nữa không. À ở đây nhà có, ở đây họ cũng có trồng ngô này. Mùa này vẫn còn trồng ngô các bác ạ. Ở đây thì bắp thì khá là bé, không biết là tới nếu mà chín thì quả nó có to không. Đấy, như hôm trước cả cháu cũng có theo dõi cái thước phim của em Trình chia sẻ về cái chỗ mà mẹ của em Hưng ấy là đi lấy củi hay lấy đâu lợn ở một chỗ kia kìa, chỗ đang bị sạt lở kia các bác, là bị tai nạn ở đấy, là mẹ của em Hưng là
là không ở với em nữa các bác. Đấy, thực sự là một câu chuyện buồn các bác ạ. Ở cái tít tít trên kia này, em có thể là rung cho gần lại một tí để cho các bác cùng xem. Ở đây sẽ nhìn rõ hơn này các bác. Đấy là ở tít cái chỗ mà hiện tại đang bị sạt lở như kìa. Là có thể là đi lấy củi ở trên kia thì lăn xuống là như nào ấy thì cháu cũng không rõ lắm. Thì là tai nạn ở khu đấy là mất các bác. Mời các bác cùng cháu Khương lên nhà anh em Hưng Thuận các bác nhé. Không biết là hôm nay hai anh em thì có ở nhà không nữa các bác ạ. Phía đằng trong này là ngôi nhà của hai anh em Hưng Thuận đấy các bác. Con chó rất là đáng yêu đấy các bác ơi. Đúng rồi. À, Thuận đây rồi các bác. Đây là em Thuận. Anh Hưng đâu rồi? Đi làm à? Cũng rất may là khi mà đến nơi gia đình thì có em Thuận là ra ngoài cười là chào cháu Cương một cái nụ cười rất là đáng yêu các bác ạ. Bây giờ thì cháu sẽ lên nhà của hai anh em Hưng Thuận các bác nhé. Anh đâu rồi? Anh trai đâu rồi? Anh trai đi làm à? Đây các bác, đây là ngôi nhà của hai anh em Hưng Thuận đấy các bác. Cũng là lần đầu tiên thì cháu đến với gia đình của hai anh em. Thì hôm nay lên thì không gặp em Thuận, chỉ có gặp em Thuận ở nhà thôi. Em Hưng là không biết là đang đi đâu rồi. Khả năng chắc là đi làm thuê rồi đúng không? Anh trai đi đâu rồi? Anh trai đi làm à? Chú ngồi đây nhé, ngồi đây với chú nào thì chú hỏi tí nào. Anh trai đi làm rồi à? Đi làm ở đâu đấy? Ở dưới kia à? À, đi làm gì biết không? Em biết không? Không biết à? Thế em ở nhà mình à? Đấy các bác ạ, một em nhỏ là ở nhà mình. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi. 7 tuổi à? Đấy thưa các bác, em Thuận là năm nay mới có được 7 tuổi thôi mà tự ở nhà một mình để anh trai là phải đi làm để kiếm lấy cái đồng tiền về để nuôi em nhỏ có cái ăn cái mặc ấy các bác. Em Thuận thì hôm nay thì được chủ nhật là được nghỉ học đúng không? Chiều lại phải đi trường đúng không hay là mai mới đi? Mai mới đi à? Đấy các bác, cái hoàn cảnh của em Hưng Thuận ấy thì là cháu cũng không nắm rõ lắm vì hôm nay là lần đầu tiên mà cháu đến với gia đình. Không biết là đoạn nữa thì em Hưng đi làm có về hay không nữa. Thì là nếu mà có về ấy, thì cháu sẽ hỏi em Hưng là sẽ rõ câu chuyện về gia đình một chút nhé các bác nhé. Hôm trước thì toàn những cái câu chuyện mà em Trình chia sẻ đấy thì là cháu cũng không chưa hỏi em Trình là về cái gia đình như nào. Thì đoạn nữa nếu mà em Hưng về thì cháu sẽ hỏi lại em Hưng một chút. Thế hôm nay em đi làm gì nào? Lấy nước. Lấy nước á? Lấy nước ở đâu? Ở đây á? Ở đây có nước á. Thế là hôm nay là em là đi ở nhà trong nhà đợi anh đúng không? Anh thì đi làm mấy giờ mới về? Anh trai ấy. 5 giờ. 5 giờ à? 5 giờ chiều mới về à? Thế em ăn gì chưa? Ăn rồi á? Ăn cơm à? Ăn cơm hay ăn gì? Ăn cơm đúng không? Thế lúc nấy thì anh trai có về ăn cơm cùng em không? Hay là em ăn một mình? Một mình ở nhà tự ăn luôn á? Dạ. Ôi trời ơi, khổ thân em. Một mình ở nhà luôn các bác. Tự ăn cơm ở nhà, tự nấu ăn luôn à? Dạ. Giỏi, quá giỏi luôn rồi. Năm nay mới được có 7 tuổi thôi mà em rất là giỏi, tự ở nhà trông em. Tự ở nhà đợi anh trai đi làm về ấy các bác, tự nấu cơm ăn luôn. Em đi đâu? Lấy nước. Đi lấy nước á? Lấy nước tận đâu? Trên kia. Ở trên kia á?
À, thế anh đi cùng em ở đâu? Đây anh cùng em đi nào. Kia. Đi lấy nước à? Đi xách nước à? Đây các bác, em Thuận là bây giờ là đi xách nước này. Cháu sẽ đi cùng em Thuận luôn. Có lấy cái gì đi không? Không à? Ôi, nhà có con chó bé này lấy đâu ra đây? Nhà nó đẻ à? Nhà được có mấy con à? Mấy con chó nào? Mấy con chó con này nè. Hai con à? Hai em là mấy người một con gì à? Đâu, lấy nước ở gần đâu? Ôi dồi ôi, các bác này này, ngôi nhà của em Hưng Thuận đã bị treo hết cả cột rồi này các bác. Hiện tại bây giờ cái chỗ chân cột này mà để chạm tới đất thì cũng phải được hơn ga các bác ạ, hơn ga mới chạm được rồi. Mà còn treo lơ lửng ở cái ngoài bên này này các bác. Rất là siêu vẹo, ngôi nhà rất là siêu vẹo rồi. Cây ở đây bây giờ cái cột này cũng đã mọt hết rồi các bác ạ. Để anh với, cẩn đâu ấy. À, lấy nước ở đây à? Nước có nước đâu? Nước có đâu? Nước ngoài nó có đến đâu? Ở đâu? À, đi sửa nước à? À, thế thì chú phải bỏ cái áo dài ra đấy. Nóng quá. Nước nó không 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 ra ấy. Thì là em cần là đi sửa nước để cho có nước đấy. Lấy một em nhỏ mà có 7 tuổi thôi, à, tự đi làm mọi việc ở nhà hết bác. À, đây à, hỏng đây à? À, đây rồi, nước hỏng ở đây rồi các bác. Để chú ấy xem nào. Dấn xa không, đầu nguồn nó ở đâu? Đầu nguồn ở gần đâu? À, thế thì sửa ở đây thôi, không không đi bên dưới kia nữa nhỉ? Để xa. Là ngôi nhà của hai anh em Hưng Thuận này các bác. Em Thuận thì rất là xinh gái, rất là hiểu chuyện các bác ạ. Khi mà em Hưng là anh trai của Hưng Thuận đấy, là đi làm là sẽ ở nhà để đợi anh trai các bác. Là mọi chuyện là mọi việc ở nhà ấy thì là anh Hưng thì có là không được đi đâu ở nhà để ở ăn về nước to thế. Vừa đi rửa chân đi. Đã lấy sạch đâu? Em xử lý đất này. Đây này, dép của em rách hết rồi đây này. Cho chú xem nào. Bỏ ra xem nào. Ôi rồi các bác ơi, em Thuận có một đôi dép thì rách hết rồi này các bác. Của thân em quá. Đây. Còn muốn có một đôi này thôi à? Nhà còn một đôi nữa à? À đây là đôi đi dùng đúng không? Em xách nước à? Đây lấy cái này xách đúng không? Cái can nó xách rồi. À, em có một cái can nho nhỏ là em
Tôi xanh nữa này các bác. Tuy rất là nhỏ nhưng mà mọi việc là em tự làm như người lớn luôn các bác ạ. Ở đây có cá không? Không. Không có cá đâu à? Ở đây phải có con ốc đúng không? Ừ. Đâu vậy? Trước thấy em đi tìm ốc là ở ao này đúng không nhỉ? Đúng. Ừ. Ô, bị kia cũng bị tuột hay sao ấy kìa, nổi kìa. Có phải bị tuột đâu? Ở đây rồi này. Được rồi, đây rồi. Rồi đi về nhà đi. Ở đây để chú xách cho. Đi, đi trước đi. Đây. Một can nước nhỏ nhỏ, người cũng nhỏ. Tắt. Để ở đâu ấy Thuận ơi? Để đây nhá. Bây giờ thì cháu sẽ ở nhà đợi một chút nữa xem em Hưng có về không các bác. Bây giờ thì mỗi em Thuận ở nhà thì cháu cũng không biết hỏi em ý như nào. Đợi em Hưng lên đã, xong là cháu sẽ hỏi về em Hưng một chút các bác. Thưa các bác là hôm nay thì đợi Hưng cũng rất là lâu các bác, không biết là Hưng đi đâu nữa. Em Thuận thì cũng không chờ được là phải đi nằm ở bên kia để đợi anh trai về các bác. Cho có vẻ hôm nay em Thuận rất là ốm yếu các bạn. Em Thuận là đang nằm ở chỗ ngủ của em ấy. Ôi, đợi anh trai lâu quá nhỉ. Anh trai sắp về chưa? 5 giờ mới về thì chắc cũng sắp về rồi. Đấy, em Thuận thì một mình ở nhà. Nếu mà các cháu mà không lên đến đây với em ấy thì là em sẽ nằm ở nhà chờ em Hưng để đi làm về các bác. Không biết là gọi em Hưng thì cũng bảo là một lúc nữa mới về. Thì cháu cũng sẽ cố làm sao để chờ em Hưng về để nói chuyện với em Hưng một chút. Vì bây giờ thì cháu cũng đến đây rồi thì không để em Thuận ở nhà mình được. Đợi một lúc nữa em Hưng về thì cháu mới về nhà được các bác. Đấy, em buồn ngủ thì em ngủ đi. Ngủ một lúc nhá. Đợi anh về xong là dậy nói chuyện nhá. Đấy. Cháu cũng vừa mới gọi cho em Hưng thì em Hưng cũng đang trên đường về nhà rồi các bác. Bây giờ thì chờ thêm một lúc nữa em Hưng về thì hôm nay thì cháu lên thì cũng có một món quà để dành cho em Hưng ấy thì nên là hôm nay cháu lên tận nhà để đưa tận tay cho em ý các bác. Đấy. Chắc là Hưng cũng vừa đến nhà rồi. Đợi thêm một lúc nữa xem sao. Ôi, có tiếng chó sủa rồi các bác. Rồi. Ôi. Ôi, anh về rồi à? Vâng. Ôi giời, anh chờ em lâu quá. Vâng. Đi đâu về đấy? Em đi làm về. Đi làm về à? Vâng. À. Anh ra đây cũng khá lâu rồi, chờ em khá là lâu rồi. Không biết là em đi đâu. Vâng, không có nước à? Có nước đây rồi, anh uống nước rồi. Uống nước đây. Tại chờ em lâu quá nên là Thuận chắc hôm nay ra cũng vẻ yếu yếu. Vâng, Thuận đây ốm à? Ốm à? Vâng. À, thì lúc nãy anh đi thì gặp ở trên đường xong là dẫn anh xuống nhà xong là đi dẫn nước cũng bình thường mà. Vâng. Chắc là cố. Được không, ai ở nhà nó phải tự đi lại đâu. Thế đi làm tận đâu đấy? Em đi làm cho bác ở dưới này. À. Nội là bác đập được lúa rồi, xong là thuê bác. À, hôm nay lại thuê bác à? Vâng. À. Thế là lại đi thuê vác. Vâng. Hôm trước thì đi thuê đập. Vâng. Ừ. Có công việc gần nhà này thì cố gắng mà làm thôi. Vâng. Đỡ phải đi xa, em thì còn nhỏ nữa. Vâng. Đấy, hôm nay thì anh lên là thứ nhất là chưa đến gia đình bao giờ thì muốn ghé tham quan gia đình một chút.
thì là cũng anh cũng theo dõi ở trên kênh của em Trình ấy, thì là cũng chưa nắm rõ về hoàn cảnh của gia đình. Vâng. Thì hôm nay trực tiếp anh lên đây thì anh cũng muốn hỏi em một chút về gia đình một chút. Vâng. Thì là cũng mong là em san sẻ cho anh được biết với cả tất cả các cô bác anh chị trên kênh anh. Vâng. Cũng rất là nhiều các bác là tò mò về gia đình em lắm, nhưng mà anh cũng không biết trả lời em sao cả. Hôm nay thì có cả Hưng ở đây thì cháu xin phép là sẽ hỏi về gia đình một chút các bác nhé. Thế hiện tại em ở đây thì em đang ở mấy người đấy? Em đang ở với Thuận, là hai anh em ở với nhau. Có hai anh em ở với nhau thôi đúng không? Vâng. Thì bố mẹ với cả bà đi đâu hết rồi? Bố mẹ em thì là cũng người thì tai nạn, người thì cũng không biết là như nào ấy, cũng từ từ chết hết. Thì ông bà thì cũng chả còn anh ạ. Ông bà thì mất được, ông bà mất từ năm 2010. Lúc đấy em chưa biết, em biết chỉ biết một tí thôi. Năm 2010 đấy thì là cũng khá là lâu rồi, em cũng không nhớ đến những cái vụ đấy nữa. Bởi vì cũng đấy là những cái nỗi đau mà tụt những cái cảm xúc là em cũng không muốn nghĩ đến. Đúng chỉ rồi. Nghĩ về những cái tiêu cực để cho mình có những ý chí để mà phấn đấu làm ăn. Bây giờ mà nghĩ ngợi đến ông bà thì em cũng không muốn nghĩ nhiều, bởi vì giờ càng nghĩ thì càng thấy tuổi thân hai anh em. Anh em chúng em thì tự nương tựa vào nhau mà sống thôi, cũng chả biết nương tựa vào ai. Bây giờ chú thì cũng tự có gia đình, chú cũng có gia đình phải lo. Còn con cái chú còn con nhỏ lắm. Thứ nhất là anh xin lỗi em vì cái hoàn cảnh mà em như thế, thì anh cũng không biết vì rất là nhiều bác hỏi về anh là sao lại đi quay em Thuận nhưng mà gia đình không biết như nào mà đi quay em Hưng Thuận vậy. Thì anh cũng không muốn hỏi đâu, nhưng mà nhiều bác hỏi anh ấy, thì thứ nhất là anh xin lỗi về cái hoàn cảnh của em là như vậy. Thì có cái gì mà anh chạm đến đâu của em thì cho anh xin lỗi em. Vâng, anh cũng chẳng có gì đâu. Đấy là những cái mà em cũng không nhắc ấy. Thì là các bác nhắc thì em cũng xin trả lời. Em về lấy em trả lời đấy. Như vậy. Thế là bố là bố là tự tử. Vâng, mẹ em thì tai nạn lao động. Tai nạn lao động. Vâng. Trước cũng kiểu kinh tế hạn hẹp quá, khó khăn quá. Thì đi đấy củi xong là bị tai nạn đấy. Thế là ngày nếu mà bố mẹ em còn thì cũng đỡ phải vất vả, bởi vì bố mẹ còn đi hộ làm được ấy. Nhờ còn hai anh em thì phải nương tựa vào nhau mà sống. Phải tự đi làm, tự đi kiếm ăn thôi. Thế là không thể ở mãi được. Bố là không ở với em lâu chưa? Bố em thì chắc cũng được 5 6 năm nay. 5 6 năm rồi. À, thế mẹ của em thì chắc là mẹ em thì mất sau 1 năm. Độ 5 năm gì đó. Độ 5 năm. Đặt về đây. Rồi các bác, cái hoàn cảnh của em Hưng Thuận là bây giờ thì cháu cũng đến trực tiếp gia đình và hỏi em Hưng là rõ nhất đấy các bác. Thì nhất thì cháu cũng chỉ nghe qua những cái câu nói thôi thì chưa tin là gia đình là hoàn cảnh như vậy. Thì hôm nay thì cháu đã trực tiếp đến đây để cả Hưng với cả cháu đứng ở đây để nói chuyện với nhau xem là hoàn cảnh như nào ấy. Thì cũng đã được em Hưng giới thiệu về cái hoàn cảnh của em là éo le như vậy các bác. Nhiều bác là cũng rất là nhắn tin với cả gọi điện cho cháu bảo là em Hưng là sao không đi làm dưới xuôi hoặc là đi đâu làm công ty ấy. Thì cháu cũng xin phép là trả lời là em Hưng với cả em Thuận thì có hai anh em ở nhà. Bây giờ em Thuận thì còn rất là bé, nên là cái thứ nhất là Hưng là phải ở nhà với em vì em không đi đâu được xa, nên là chỉ quanh ở cái khu bản làng mình là có ai thuê. Ví dụ như mùa này là thuê gặt lúa, đập lúa nhỉ? Đập lúa với cả về đi vác thóc nữa, người ta cũng thuê mà. Kiểu nó làm ruộng xa quá, chở bằng xe thì cũng chẳng chạy. Thế là đấy các bác ạ, hoàn cảnh của em là như vậy. Thì thứ nhất là em Hưng là vừa là anh trai, vừa là người cha, người mẹ để mà nuôi em Thuận lớn, khôn lớn, để em Thuận còn có cái sau này là em Thuận còn được đi học, biết chữ thì là không đi xa được. Bây giờ mà đi xa thì có thể là em Thuận còn rất là ngây thơ, chưa biết gì các bác. Như Hưng cũng thế, bữa trước thì cũng một lần là bị mấy bác ở bên Trung Quốc nhỉ. Đấy, hôm đấy thì anh cũng có cùng Trình đi tìm hai anh em ấy. Thì vâng. Đấy, các bác hôm đấy là có
bác ở bên kia là nhắn tin hay gọi điện nhỉ? Gọi điện là gọi điện cho em mấy hôm trước, xong là điện bảo là bác ấy hôm nay có việc ra bên ra mốc này thì là bảo đón hai anh em thì em mới lên. Đấy là câu chuyện là từ đấy thì anh mới biết hai anh em là hoàn cảnh của hai anh em như thế. Vâng. Hôm đấy là Trình không gọi anh là anh không biết đâu. Vâng. Đấy, các bác đợt đợt đấy là do là của bên Trung Quốc là có thể là không biết là người xấu hay người tốt. Hôm đấy là gọi cho Hưng là sang bên đấy là có công việc làm, xong là dẫn cả em Thuận là sang bên đấy là có chỗ ăn chỗ học. Vâng. Ở bên đấy luôn. Vâng. Đấy thì là hôm đấy là cả hai anh em là lên trên móc mây mà hôm đấy là do điện thoại hết pin đấy nhỉ. Vâng. Không hết pin là bên kia gọi được là bọn anh không đón được em về nữa đâu đấy. Vâng. Để mà tin những cái lời mà mình chưa trực tiếp ấy thì không nên nghe những lời như vậy. Làm sao mà ở bên Việt Nam mình mà từ dương sang bên Trung Quốc mà có chỗ để học được, giấy tờ gì ở bên đấy thì không có đúng không? Đấy, người nhà mình chẳng có. Nên là không nên nghe. Tuy là anh cũng biết là hoàn cảnh của em cũng rất là khó khăn. Em cũng chỉ là muốn lo cho em gái của mình được cuộc sống tốt hơn nên là cũng không thể trách em Hưng được các bác ạ. Vì em Hưng mọi cái công việc là em tự gồng gánh hết. Vâng. Rất là khổ cho em ý. Còn hôm trước thì hôm anh đi cũng ra nhà em ấy thì là không gặp em. Vâng. Thì là hôm đấy anh gọi điện cho em ấy thì em đang đi đập lúa thuê ấy. Vâng. Cũng ghi hình anh một tập. Vâng. Thì có anh cũng nhận được một cái món quà của bác, của một bác là Hoàng Tâm. Vâng. Là gửi cho 2,5 triệu là anh em trên kênh là 500, cho em Hiển là 1,000,000, em Hưng 1,000,000 các bác ạ. Hôm nay thì cháu sẽ trực tiếp là lên nhà em Hưng là giả cái số tiền mà bác đã gửi cho em Hưng Thuận các bác nhé. Cái số tiền mà hôm trước anh nhận được ấy thì anh hôm nay cũng không còn tiền chắn nên là anh có tiền lẻ, là đây là số tiền 1,000,000 thì anh này sẽ trao tận tay cho em. Rồi. 500 này. Rồi. 500 này. 700 này. 900 này. Rồi. 950 này. Rồi. 950. 907. 908. Rồi. 909. 1,000,000 đấy. Là cái số tiền là của bác Hoàng Tâm là gửi cho em. Đấy, cái món quà là bây giờ thì cháu cũng đã trao tận tay cho em Hưng rồi bác nhá. Bây giờ thì cháu thay mặt em Hưng Thuận cảm ơn cái tấm lòng của cô đã tin tưởng cháu Khương và dành tặng cho cháu Khương và cả em Thuận, em Hiền cái món quà to lớn như vậy. Cháu xin cảm ơn cô và chúc cô có thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống cô nhé. Em cảm ơn cô Hoàng Tâm đi. Vâng ạ. Hai anh em chúng cháu xin cảm ơn cô Hoàng Tâm ạ. Chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Đây em cầm lấy để vào túi đây. Cái này thì anh hôm nay anh đi thì những cái món quà mà anh cũng không biết là mua kiểu gì cho em ấy thì là anh sẽ đưa tiền mặt cho em tự mua cái gì thiếu tốn cái gì thì em tự mua lấy nhé. Vâng. Thế là hôm nay em nhà em gạt chưa? Nhà em gạt rồi anh ạ. Gạt rồi. Đấy, được rồi. 7-8 bao thóc. 7-8 bao thóc à? Vâng. À thế gạt hết rồi đúng không? Gạt hết rồi. Ừ. Vâng. Thế là cũng tốt rồi. Gạt hết xong là xong ở nhà. Bây giờ cũng rảnh ấy, cũng chả làm gì. Lại đi kiếm đi làm. Đấy. Anh thấy hiện tại là em Thuận rất là yếu, không biết là ốm hay là chưa ăn cơm. Thì lúc này anh cũng hỏi em Thuận rồi, bảo là em sáng, có ăn rồi. Sáng em cho ăn cơm mà, cơm xong mới đi, xong rồi cảm, em vừa mất cảm. Lúc nãy thì anh cũng chờ em khá lâu, anh cũng bảo là không đợi được là em về. Nhưng mà bây giờ để em Thuận ở nhà mình như này thì anh lại không nỡ để về, anh muốn cố để đợi em về ấy. Vâng ạ. Đấy các bác, em Thuận thì vẫn đang nằm ở bên kia các bác ạ. Thế thì đoạn nữa em bắt xá cho em Thuận xem sao. Vâng. Chứ không để em như này là sao nó càng nặng thêm ấy. Thì là cũng rất là cái trẻ con này rất là nguy hiểm. Vâng. Anh cùng mình có là tôi chăm mình uống nữa. Tôi sửa đi chống cảm đấy nha.
Nay mà không bắt thì rất là nguy hiểm, nhất là trẻ con đấy, hay ngủ nhiều nữa. Đau. Phụ mẹ ơi, ui, nhà vẫn yếu chút, khai cái đấy. Nhà tôi làm này, tôi làm gì tôi làm á. Sao mà, em anh quay video, em để ra ngầu không? Tham luôn. Cố gắng nhịn một tí, tôi mới khỏi được. Mạnh mẽ đi. Nếu đuối thế này thì làm sao phải con trai. Rồi, đúng bị nặng rồi. Đúng nặng rồi. Quá nặng. Quá nặng. Bắt cái này một tí nữa. Khỏi rồi nhá. Giờ đi thì tí em còn đi nhà họ ăn cơm hay là về nhà ăn? Không, em tự về nhà ăn cơm ấy. Tự về nhà đúng không? Họ không nuôi cơm à? Không, người ta thuê theo bao ấy. Theo bao à? Một bao thì được bao tiền? 10.000. 10.000 à? À, thế thì góc xa không? Góc xa, độ một cây nhỉ? Cây à? Một cây là thế một ngày thì bác làm được chục bao không? Em một buổi là nếu buổi đi buổi sớm là được 10-11 bao. Ôi một buổi sáng á? Ừ. Ô thế là em là phải đi nhanh. Thế là đâu xem nào, một buổi sáng là đi cả đi một buổi thì em không đi được cả ngày đâu. À, buổi sáng là không đi là buổi chiều em mới đi. Nghĩa là một bao là vác tầm độ một cây, có nghĩa là cả đi cả về là để mà thu được 10.000 là mất ra 2 cây số. Vâng. Thế là buổi sáng em là phải đi đi vác được 20 cây, được 20 cây số đấy nhỉ? Vâng. Ui dồi, thế là em quá là khỏe các bác. Em Hương thì người rất là khỏe các bác, nhìn người rất là chắc chắn. Vâng. Anh xin. Vì cái công việc của em thì không biết là đi xa, không phải là không biết mà là không đi được, vì còn vướng cái đứa em nhỏ nữa. Vâng. Nếu mà em thuận lớn hơn thì có thể là đi xuống dưới xuôi làm thì rất là dễ. Vâng. Như em bây giờ sức khỏe thì đầy đặn, vâng, có thể là kiếm được việc ở dưới xuôi rất là dễ, nhưng mà quan trọng là bây giờ mình còn phải làm cha làm mẹ nữa, rất là khổ. Vâng. Cái hoàn cảnh của em Hưng là như vậy các bác. Hôm trước thì cũng rất là nhiều bác hỏi như vậy, thì cháu đây hôm nay nội dung của cái câu chuyện là cháu hỏi rõ về em Hưng là các bác có thể nắm rõ được rồi. Và bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, xem mấy giờ nhỉ? Bây giờ không biết hôm nay em về là mấy giờ nhỉ? Em về là 4 rưỡi à? 4 rưỡi thì hiện tại chắc cũng phải tầm 5 rưỡi rồi. Đấy. Thì là video của cháu đến đây là cũng khá là dài rồi, cũng hiện tại cũng được chắc gần 6 giờ rồi. Cháu cũng phải di chuyển về trên huyện để còn công việc ở trên đấy nữa, thì cháu cũng xin dừng ghi hình tại đây. Và cuối video thì cháu xin gửi lời chúc tới cô Hoàng Tâm luôn luôn mạnh khỏe cô nhé, và toàn thể quý cô bác anh chị đang xem cái video này một lời chúc thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống các cô nhé. Và bây giờ thì cháu xin chào tạm biệt và hẹn lại tất cả các bác trong thước phim tiếp theo. Xin chào và hẹn lại tất cả các bác. Em chào các bác đi. Vâng ạ, con chào các cô các chú ạ. Chào các bác ạ. Thank you.